đến với những thông tin về thị trường bất động sản với biên tập viên Kỳ Vọng. Xin cảm ơn chị Thu Hằng. Bảy mươi phần trăm người dân có nhu cầu bất động sản bình dân, trong khi nguồn cung trên thị trường lại chủ yếu là chung cao cấp. Thiếu chế tài cưỡng chế thu hồi phí bảo trì chung cư, nhìn từ câu chuyện Hồ Gươm Plaza trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giá 1 m² đất ở phố cổ Hà Nội lên tới 1,2 tỷ đồng, đắt ngang thành phố Tokyo của Nhật Bản, trong khi giá nhà nước ban hành chỉ có 162 triệu đồng một mét vuông. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Địa ốc 24 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cùng với những thông tin nổi bật mà chúng ta vừa cùng nhau điểm qua, trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 11 sẽ còn có phần tư vấn pháp luật rất đáng quan tâm khác. Mời quý vị chú ý theo dõi. Còn bây giờ sẽ là thông tin về khảo sát thị trường bất động sản. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam mới gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về thị trường bất động sản. Báo cáo này đánh giá cơ cấu hàng hóa trên thị trường đang mất cân đối. Cụ thể, theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, 70% người dân cần nhà ở phân khúc trung bình và thấp, nhưng hầu hết các dự án đưa ra thị trường hiện nay là cung cấp nhà ở cao cấp, không phù hợp với nhu cầu thị trường. Tình trạng phát triển ồ ạt các dự án, đặc biệt là tại các thành phố lớn mà không căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đang khá phổ biến. Việc phát triển nhà ở xã hội cũng bị chững lại do nguồn vốn hỗ trợ, cũng như các chính sách liên quan đến nhà ở xã hội chưa được giải quyết triệt để, đáp ứng phù hợp với thực tiễn. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị các thành phố lớn phải có chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chi tiết, xác định rõ tỷ trọng các loại nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, phân khúc trung bình, cao cấp. Các bộ ngành, ngân hàng nhà nước điều tiết nguồn vốn tín dụng hợp lý, tránh tập trung tín dụng quá lớn vào một số phân khúc hoặc một số chủ đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km vuông với khoảng 6,5 triệu dân vào năm 2020. Đây là mục tiêu của chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 đến năm 2020 mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành và các quận huyện xây dựng. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ phải thực hiện bao gồm triển khai các dự án nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa 17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng các giải pháp cấp bách trước đây, 179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do chiều, xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 5 nhóm giải pháp với trọng tâm là nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch, triển khai quy chế liên kết giữa các địa phương trong vùng, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và nâng cao năng lực dự báo. Năm 2020 cũng là thời gian mà thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn tất công tác di dời hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch. Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 lần thứ 3 vừa diễn ra sáng hôm nay 16 tháng 11 tại Hà Nội với 1.350 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu và đa dạng của ngành bất động sản và vật liệu xây dựng như là công nghệ xử lý thông minh, trang trí nội ngoại thất, phụ kiện và vật liệu hoàn thiện công trình. Những sản phẩm có mẫu mã, tính năng và chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển. Bên cạnh hoạt động trưng bày còn có các hội thảo chuyên đề về sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển. Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2016 sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 20 tháng 11. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, trước thực trạng chây ì của chủ đầu tư với khoản phí bảo trì hơn 13 tỷ ở chung cư Hồ Gươm Plaza, Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã kiến nghị thành phố cho phép cưỡng chế để thu hồi khoản phí này, bàn giao lại cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, chính đơn vị ra kiến nghị thu hồi cũng khẳng định là rất khó để thực hiện được việc đã được pháp luật cho phép này. Nửa năm có ban quản trị, thế nhưng chủ đầu tư chung cư Hồ Gươm Plaza mới chỉ bàn giao 2 trong tổng số phí bảo trì tạm tính là 13 tỷ đồng. Nhiều lần đôn đốc, nhưng công ty may Hồ Gươm vẫn không chịu bàn giao. Ngày 2 tháng 11 vừa qua, Sở Xây dựng ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cưỡng chế thu hồi với dự án này. Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc cưỡng chế thu hồi phí bảo trì được thực hiện theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 99, hướng dẫn thi hành luật nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, chính đơn vị này cũng thừa nhận việc thực hiện cưỡng chế, tức là phong tỏa tài sản của chủ đầu tư,
không phải là điều dễ dàng. Thì hiện nay trong thông tư 02 thì cũng chưa có quy định về việc mà tổ chức cưỡng chế việc bàn giao quỹ này. Do vậy là Ủy ban thành phố cũng chỉ đạo sở và các ủy ban quận huyện ấy tích cực đôn đốc các chủ đầu tư, và đồng thời nếu trường hợp mà phát hiện ra chủ đầu tư có chây ý thì tổng hợp đôn đốc, nếu chủ đầu tư cố tình không thực hiện thì báo cáo thành phố để có những biện pháp quyết liệt hơn trong giai đoạn tới. Thực tế tại Hà Nội, tình trạng khó thu hồi phí bảo trì hiện diễn ra khá phổ biến tại nhiều chung cư ở Hà Nội. Riêng quận Hà Đông, nơi dự án Hồ Gươm Plaza tọa lạc, trong tổng số 54 dự án đang hoạt động thì có tới 20 dự án có bàn giao một phần hoặc toàn bộ phí bảo trì. Điều này không chỉ gây khó cho ban quản trị các tòa nhà khi vận hành, mà cơ quan quản lý nhà nước cũng gặp không ít rắc rối. Chính quyền quận và phường cũng đã làm việc rất nhiều lần với chủ đầu tư và ban quản trị trong việc mà, thứ nhất là thành lập ban quản trị, thứ hai là việc bàn giao các hồ sơ và kinh phí bảo trì. Đấy thì trao đổi chị là cũng đã nhiều lần làm việc, đến nay thì chủ tư mới bàn giao được 2 tỷ. Thực ra thì các cái thẩm quyền nó liên quan đến cái thẩm quyền về cưỡng chế kinh phí bảo trì là thẩm quyền của thành phố. Đối với chủ tư mà chây ý không bàn giao thì về thẩm quyền của quận sẽ báo cáo và sở xây dựng và ban dân thành phố để thực hiện cưỡng chế theo quy định nghị định 99/2015. Thực tế cho thấy nếu chỉ đôn đốc gửi văn bản mà không có biện pháp đủ sức răn đe, chủ đầu tư đương nhiên không có lý do gì bàn giao quỹ này. Bởi nếu so với mức lãi suất trả chậm khoảng 2% với mức lãi suất cho vay lâu dài tại các tổ chức tín dụng khoảng 8%, thì dễ hiểu tại sao chủ đầu tư lại chọn việc chây ý bàn giao hàng chục tỷ đồng phí bảo trì của các chung cư này. Có thể thấy là việc chây ý bàn giao phí bảo trì đã khá phổ biến ở Hà Nội. Mặc dù là luật nhà ở năm 2014 đã quy định về vấn đề này, về vấn đề cưỡng chế thu hồi. Vậy tại sao luật đã có mà các trường hợp cưỡng chế lại rất hãn hữu? Phóng viên bản tin Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội về vấn đề này. Thưa luật sư, là có thể thấy rằng là những cái trường hợp mà đã có ban quản trị, thế nhưng mà ban quản trị thì không được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì như là chung cư Hồ Gươm Plaza thì đã khá là phổ biến ở thủ đô Hà Nội cũng như là các thành phố trong thời gian qua. Vậy thì theo luật sư thì nguyên nhân là do đâu ạ? Tôi được biết là có rất nhiều những cái trường hợp là cái chủ đầu tư đã bàn giao cái quỹ bảo trì cho những ban quản lý. Thế nhưng mà cái việc bàn giao không triệt để cũng nghiêm túc, có như là vẫn cứ bàn giao từng phần và các chủ đầu tư chiếm dụng cái khoản tiền đó để sử dụng vào mục đích khác. Thì nguyên nhân của cái việc mà chậm bàn giao đó thì có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân là cái ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư cũng còn hạn chế. Họ muốn lợi dụng cái vốn từ 2% đó cũng là rất lớn. Thứ hai là họ nại rất nhiều lý do ra để việc là thực hiện không thực hiện. Thế và cái quy định của pháp luật của mình trong vấn đề này cũng đã có trong nghị định 99 của chính phủ năm 2015. Thế và một số quy định của luật nhà ở. Thế nhưng mà cái việc, cái chế tài, cái biện pháp và những nếu không thực hiện thì giải quyết như thế nào cũng chưa chặt chẽ. Theo luật sư thì tại sao mà quy định văn bản pháp luật thì đã có nhưng mà trên thực tế thì lại không sử dụng các cái biện pháp này ạ? Tôi cũng rất là ngạc nhiên trong cái việc là quy định đã có cái việc là Ủy ban tỉnh của quyền cưỡng chế nhưng chưa có một trường hợp nào cưỡng chế. Thế nguyên nhân ở đây tôi cho rằng là thứ nhất là cái quy định pháp luật cũng đã có nhưng mà chưa đầy đủ. Nó chưa cụ thể chi tiết, thế và tránh có cái hiện tượng tức là cấp dưới thì chờ ý kiến cấp trên. Và cấp trên thì đã giao cơ quan chuyên môn rồi, thì dẫn đến là cái việc mà tổ chức thực hiện cái việc cưỡng chế đó là tất cả e ngại và đùn đẩy. Mặt khác là trong pháp luật cũng có quy định là ngoài cái việc cưỡng chế của chủ cơ quan hành chính nhà nước thì người dân, các khu dân cư, chung cư lại có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu cái chủ đầu tư để thanh toán. Thế dẫn đến là cái việc là bên nọ thì chờ bên kia và đùn đẩy trách nhiệm là cũng xảy ra. Vậy thì theo kiến nghị của luật sư thì trong thời gian tới cần có những cái biện pháp như thế nào để có việc cái quy trình cũng như là thủ tục cưỡng chế đối với các chủ án, chủ đầu tư dự án bất động sản không chịu bàn giao quỹ bảo trì sẽ được diễn ra phổ biến hơn ạ? Thứ nhất là chúng ta phải áp dụng biện pháp đồng bộ, tức là cái công cụ kinh tế. Nếu như anh không thực hiện nghiêm cái việc mà thực hiện bảo trì thì rất khoát không cấp phép xây dựng cho các đơn vị đó thì chắc chắn là người ta sẽ tự nguyện. Thứ hai nữa là gì? Chọn những đối tượng nào để cưỡng chế nó rất phù hợp, nó mới tính khả thi. Tránh cái việc là quyết định cưỡng chế ký ra nhưng không thi hành được. Thế mà dẫn đến là cũng chẳng biết rằng là lúc đấy là trách nhiệm. Xin cảm ơn luật sư. Đất phố cổ Hà Nội đắt ngang Tokyo, Paris hay là New York, những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Minh chứng cho điều này là giá đất ở các tuyến phố cổ như Hàng Ngang cao nhất lên tới 1,2 tỷ đồng một mét vuông. Với mức giá này, quý vị có thể hình dung là một người lao động thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng một tháng sẽ mất 500 năm nhịn ăn nhịn mặc mới mua được một căn nhà 15 mét vuông trên phố Hàng Ngang. Các tuyến phố khác giá thấp hơn như Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Huân cũng xấp xỉ 600 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, mức giá cao nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như ở đường Nguyễn Huệ, quận 1 cũng được công bố là 1,2 tỷ đồng một mét vuông. Tuy nhiên, với mức giá này chỉ ghi nhận giao dịch từ nhà đầu tư gom lô để phát triển dự án, trong khi tại Hà Nội không dưới 100 khách hàng cá nhân sẵn sàng xuống hàng chục tỷ đồng để sở hữu nhà đất phố cổ. Đáng nói là trong khi mỗi tấc đất ở phố cổ Hà Nội theo giá thị trường đều là một tấc kim cương, thì giá đất của thành phố Hà Nội được phê duyệt có giá trị tới năm 2019 với khu vực phố cổ chỉ cao nhất có 162 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật đã quy định tài sản chung của vợ chồng muốn đem tặng cho thì phải có sự thống nhất của cả hai bên. Thế nhưng trên thực tế hiện nay, vì nhiều lý do mà vợ chồng đột ngột qua đời không để lại di chúc, dẫn đến những tranh chấp tài sản chung giữa con riêng và con chung. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hồng Bách. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia phỏng vấn cùng chương trình. Trong tuần này thì gọi điện đến cho chương trình một khán giả có hỏi là: tôi là con chung duy nhất của bố mẹ tôi, cách đây một năm thì mẹ tôi đột ngột mất và không để lại di chúc. Tài sản của bố mẹ tôi là có một mảnh đất thổ cư, trên đất có một căn nhà 5 tầng với diện tích là 40 m². Vậy luật sư có thể cho hỏi là con riêng của bố tôi có được hưởng tài sản thừa kế của mẹ tôi hay không ạ? Trước tiên chúng ta xác định cái di sản thừa kế của người chết để lại, đó là cái thửa đất và cái tài sản trên đất là cái căn nhà 4-5 tầng ở trên cái diện tích đất đó. Và trong trường hợp này thì chúng ta lại xác định là cái người để lại di sản thừa kế thì lại không có di chúc. Do đó mà cái quan hệ pháp luật để áp dụng trong trường hợp này là sẽ chia tài sản thừa kế theo luật. Và muốn chia tài sản thừa kế theo luật thì chúng ta đi tìm những người được hưởng di sản thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất. Những người hưởng di sản thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật bao gồm có bố, có mẹ, có vợ, có chồng, có các con. Các con thì bao gồm có con đẻ, con nuôi, con trong giá thú, con ngoài giá thú. Và trong trường hợp này thì luật không quy định là con riêng của vợ hoặc chồng là đối tượng được hưởng di sản thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất. Do đó mà con riêng của chồng sẽ không được hưởng cái tài sản là di sản thừa kế của người vợ để lại. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia tư vấn khán giả Địa ốc 24 giờ. Những ý kiến tư vấn pháp luật của luật sư Nguyễn Hồng Bách cũng đã kết thúc bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi thắc mắc của quý vị liên quan đến lĩnh vực bất động sản xin gọi điện về cho số điện thoại của chương trình 0983838769, email địaoc24h@vtc.gov.vn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.